Chào các anh chị, tôi là Đỗ Hinh Tịnh, hiện là CEO công ty Nội thất Tứ Hưng. Hôm nay được vinh dự đến với các anh chị qua khóa học khởi nghiệp thực chiến. Đây là những kiến thức bao gồm 12 năm kinh nghiệm của tôi trong quá trình khởi nghiệp qua 3 công ty. Thì tối nay với anh chị để cùng với anh chị xây dựng nền móng cho chính công ty của mình. Đây là một quy trình từ A tới Z về khởi nghiệp thực chiến mà các anh chị sẽ được nhận ngay trong khóa học, làm lập tức ngay việc tăng doanh số không cần phải quảng cáo thông qua 6 bước bán hàng đỉnh cao. Và các anh chị sẽ xây dựng được chiến lược marketing phù hợp, không phải tốn nhiều ngân sách, và làm như thế nào để anh chị sẽ xây dựng được một cái chiến lược vững chắc cho công ty mình. Và ngoài ra các anh chị sẽ biết cách xây dựng một quy trình cho công ty mình hoạt động trơn tru. Và ngoài ra các bạn sẽ học được cái lớn nhất qua khóa học này, đó chính là việc các bạn xây dựng được doanh nghiệp của mình một cách bài bản nhất. Khi tham gia khóa học, các chị sẽ nhận được rất nhiều giá trị về cách bán hàng, cách xây dựng chương trình marketing, và quan trọng nhất các chị sẽ xây dựng được chiến lược phát triển công ty lâu dài.